xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em đến công ty AV Việt Nam review với toàn thể các bác một dòng loa CAF VS808 active, rất nhỏ, rất gọn, rất bé, active. Đặc biệt là sử dụng rất nhiều củ loa trên thân cùng. Các bác thấy luôn 4 củ bass mini đấy, và 8 củ tep đom, tep đom. Dòng này thì có đặc biệt là active và có thể kết nối ninh rất nhiều loa. Đây chế độ 1 chiếc này, 2 chiếc này, 3 chiếc này và 4 chiếc. Đấy, sẽ có vẽ hình cái loa đây. Bên hãng thì có thiết kế vậy. Đây là volume. Có kết nối, hỗ trợ kết nối với máy vi tính để chỉnh DSP. Dòng này nó có dây trên và dây dưới. Công suất 1000W. Công suất rất là gừng. Dây active nhé. Đấy. Dòng này các bác mà không gian sự kiện tiệc cưới sử dụng inside, tức là cài đặt cố định trong không gian kín thì dùng được. Còn đánh night tour ngoài trời thì những kiểu đám cưới vừa vừa nhỏ nhỏ yêu cầu loa bé nhưng cực to, đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Dòng này các bác có thể đánh mono hoặc đánh stereo, stereo. Đấy, có thể kết hợp được rất nhiều, tối đa là 4 chiếc trên một dây này, có thể nhân nhiều lên nữa cũng được. Nhưng là thường thường hãng khuyên dùng là nên sử dụng là 4 chiếc này trên một dây thôi. Đấy. Và đằng sau nó có luôn cái chế độ chỉnh để mình đánh 4 chiếc trên một dây. Đấy. Tay sách này, đây là mặt trước này, chất lượng không? Đắt tiền đấy, không rẻ đâu. 808 CAF. Cái này các bác có thể bẻ góc được nhé. Đấy. 0 độ, 1.5, 3 độ, 4.5, 6 độ, 7.5, 9 độ, 10.5. Anh em nào hôm nay mua hàng là em hỗ trợ giá tốt nhất. Khung rất chắc chắn. Giá này giá không hề rẻ các bác nhé. Không hề rẻ đâu. Chúng ta tiền đấy. Xin kính chào các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.